vlog tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình làm được cái vlog để mình nói về cái kích thước hồ cũng như là cách xây dựng cái hồ như thế nào. Thì mình có thấy rất là nhiều anh em trên YouTube đã làm về cái những cái clip về xây hồ, rồi về đi ống, rồi về đi xây gạch hay là đi đổ bê tông đấy. Tất cả cả mình đã thấy rất nhiều clip và mình cũng thấy anh em là cũng đúng. Nói chung là anh em làm đúng thì họ mới dám đăng clip lên cho anh em tham khảo. Và bản thân mình cũng không phải là một cái người chuyên về thợ hồ đâu. Mình chỉ là người chơi cá với câu bình thường thôi. Cái hồ mình xây làm sao, làm như thế nào thì mình cũng chia sẻ với anh em lại tất tần tật những cái mình đã từng làm. Thì đầu tiên mình nói về kích thước hồ ha. Thì hồ của mình nó có một cái bề ngang trong lòng hồ là ngang 1m nè, 1m. Còn cái ngăn lắng của mình, nó ngăn lọc mình đó, thêm 0,5m nữa, nghĩa là ngang 1,5m tổng cộng. Chiều dài từ đó về đây là khoảng 5m, chiều sâu là 1m. Thì khoảng hồ của mình nó rơi vào tầm 7 khối đến 7 khối rưỡi anh em, trừ cái phần nước nó còn một tí ở trên cái thành này ha, thì nó khoảng rơi vào khoảng 7 khối đến 7 khối rưỡi. Thì trong đó 1/3 là lọc, còn lại là hồ chính. Lọc mình để nó chia đến 1/3 là có lý do của nó, nên chúng mình sẽ giúp sau. Rồi, thứ hai mình nói nó chính là cái độ đáy. Thì có rất là nhiều phương pháp đổ đáy khác nhau. Anh em có thể dùng lót bài cũng được, anh em có thể đổ bằng bê tông cũng được, anh em đổ bằng xi măng cũng được, thì anh em có làm tất cả mọi thứ có thể. Thì đừng có quan trọng hóa với bài vỡ quá. Chỉ cần làm sao cho cái hồ anh em hoạt động hiệu quả nhất có thể là được. Thì cái đáy của mình, bản thân cái hồ của mình, cái đáy nó khoảng 15cm. Thì mình có đi một cái lớp sắt ở bên dưới, xong rồi mới đổ bê tông lên và đi đường ống, xong mới đổ bê tông lên. Thì sắt mình sẽ đặt trên cái ống ha, chắc sắt mình đặt trên cái ống. Thì tại có nhiều anh em nói là sắt nên đặt dưới ống hay cái gì đó mình không biết, nhưng mà cái hồ của mình, bản thân hồ của mình là sắt đặt trên cái ống và đổ bê tông lên cho qua khỏi cái ống và nó đi về cái ngăn lắng. Khúc mặt cũng vậy, khúc đáy cũng vậy. Rồi mà hiện tại thì mình sử dụng mình không thấy nó thấm, không mực nước nó không có bị tiêu hao đi. Nói chung là nó hoạt động được 4 năm rồi và mình cảm thấy nó, mình khá là hài lòng cho cái hồ của mình. Tiếp theo đó chính là đi ống. Thì mình đi một cái ống 114 ở giữa hồ. Hồ mình dài anh em, hồ mình dài tính ra là dài 5m, thì đặt ở giữa khoảng 2m rưỡi đó. Thì có một cái đẩy bên kia đó mình sẽ nói xong. Cái lắng mình đặt ở giữa và cái hút mặt mình đặt bên đây, hút lẫn mình đặt bên đây. Thì về cái hút lẫn này mình đã làm một cái clip rồi, cũng rất lâu rồi, và mình cũng chia sẻ cũng khá là nhiều anh em làm theo. Thì cái link mình sẽ để ở đây ha, anh em có thể bấm một coi. Đáy mình đi 90, hai cái mặt mình đi 60 và lẫn đi 60. Và nó đi qua đây nghe, đi qua cái ngăn lắng của mình. Thì cái ngăn lắng của mình sẽ làm thấp hơn cái hồ chính khoảng 20cm. Nhìn vậy chứ nó thấp hơn cái hồ chính 20cm anh em. Lắng nó thấp hơn. Bên mấy ngăn lọc này cũng vậy. Vì mình muốn cho cái ngăn lắng mình nó hoạt động một cách hiệu quả nhất thì mình làm thấp hơn như vậy. Còn em muốn làm bằng cũng được, không vấn đề gì. Rồi, tiếp theo đó chính là phần bức tường. Ở đây do bức tường của mình nó được khép kín em ở những nhà hàng xóm rồi tùm lum tùm la, cho nên mình đi tường là tường 10. Trong đây mình đi gạch đinh ha, mình đi gạch đinh và mình chám một lớp xi măng dày, sau đó mình đi hồ dầu lên. Nói chung là mình chống thấm bằng hồ dầu là chủ yếu, chứ mình không có sơn màu đen này là chỉ là mình trang trí thôi, một thời gian nó cũng bong hết rồi anh em, không còn đâu. Thì mình chống thấm bằng hồ dầu 3 lớp. Hồ dầu rất là hay anh em, nó chống thấm rất cực kỳ hiệu quả luôn. Cho nên là tránh trường anh em không phải tốn tiền mua những cái loại sơn mắc tiền nó chống thấm đâu. Filenton hay cái gì đó, AT gì đó cũng không cần thiết, cho anh em chống thấm bằng hồ dầu nó học được hiệu quả rồi. Và để thật khô và sau đó mình ngâm nước lại. Nói chung là mình phải ngâm nước cái thời gian anh em làm hồ đầu á, chắc chắn nó sẽ ngấm. Nhưng qua một khoảng một tuần á là cái hồ của anh em nó sẽ hết ngấm. Cái là cái nguyên lý hoạt động của xi măng hay giãn nở hay cái gì đó mình cũng không rành. Nói chung là như vậy. Và cái ngăn này cũng là 10. Ngăn bên đây cũng là 10. Nói chung mình đi toàn bộ là bằng gạch đinh hết, mình không có đổ bê tông thành ha, tảng hồ mình nó nhỏ thôi, không có đổ bê tông thành. Mình đi 3 cái thông ngăn. Mỗi một ngăn như vậy. Mình đi 3 cái thông ngăn. Thông ngăn mình dùng ống 90 từ lắng qua bên lọc tinh là 3 cái ống 90. Nó cách mặt nước khoảng đâu độ 30cm. Nhớ nha, lắng qua lọc tinh cách mặt nước khoảng 30cm. Từ ngăn lọc tinh qua ngăn bơm, anh em để dưới đáy cách đáy 30cm.
Nó để solar như vậy nó tối ưu hóa cái lượng nước đi qua cái ngăn học sinh của mình. Và trong kia mình đặt một hai cái máy bơm, một cái hội luồng, một cái đưa lên baki. Như vậy thôi, rất đơn giản. Và mình sẽ không một cái máy nào là mình nối trực tiếp vào cái lắng hoặc là cái hút mặt hút đau lửng đâu. Mình không gắn một cái máy nào trực tiếp nối vào đó, vì khi anh em gắn một cái máy để dùng để hút nước về hồ chính qua, nó sẽ làm cho hồ của anh em cái phần cá nó bị đánh tan ra và cái lọc nó không bao giờ nó hoạt động hiệu quả được. Kể cả anh em có dùng rum như chăng nữa nó cũng sẽ không lọc được, và lúc nào nó sẽ có lợn cợn. Thì cái nguyên lý hoạt động là nước chảy trên chỗ cao sang chỗ thấp. Cái ngăn nước mà thấp nhất trong cái hồ mình luôn luôn nó chính là cái ngăn bơm. Ngăn bơm nha, ngăn bơm là ngăn thấp nhất, nó đẩy nước qua bên hồ chính. Hồ chính là đẩy về cái ngăn lắng, ngăn lắng xong đẩy về lọc tinh, nó cái tuần hoàn nước như vậy. Cho nên em chỉ cần để bơm ở ngăn bơm, cái bơm nước của anh em cần để ngăn bơm thôi là được. Và cái ngăn bơm mặt bình nó là cái ngăn sạch nhất, tại vì tất cả các chất bẩn nó đã giữ lại ở ngăn lắng và ngăn lọc tinh rồi. Bơm chắc chắn là sẽ là nơi sạch nhất. Và một số anh em hỏi mình là nên để cái UV ở đâu, thì mình đã nói anh em rất là nhiều clip rồi, để ngăn lắng cũng được, để ngăn bơm cũng được, không có sai. Nhưng tại sao mình là để ngăn bơm, mình giải thích với anh em nữa là cái ngăn bơm là cái ngăn sạch nhất, cho nên nó sẽ không có lợn cợn nó bám vào đó. Mà cái nước ở cái ngăn bơm là cái ngăn tĩnh nhất, có nghĩa là nước ở đáy nó chỉ hoạt động, cái bơm nó để dưới đáy mà anh em, nước nó chỉ ở dưới đáy thôi, còn ở trên mặt nước á nó khá là tĩnh. Và tránh trường hợp cái đèn của anh em nó bị va đập vào cái thành hồ, làm vỡ cái hành hồ, làm vỡ cái đèn ra, và nó làm nước của anh em bị nhiễm điện, rất là nguy hiểm. Lắng anh em nhìn nè, nhìn kỹ nha, anh em thấy không, nó cuồn cuộn như vậy luôn. Thì anh em khi để một cái đèn UV ở đây á, anh em cố định, nếu như anh em không cố định thì nó cứ trôi qua trôi lại và dễ, rất dễ đập vào cái thành hồ. Cái ngăn cái UV anh em chủ yếu là nó ngăn tảo trong hồ thôi, nó ngăn tảo là chủ yếu của nó. Còn cái việc mà nó diệt vi khuẩn hay cái gì đó thì nó tính sau đi, tại nó khi mà cái hồ của anh em nó là tốt rồi, có một cái hệ vi sinh ổn định là cái vi sinh nó làm hết, cái đèn nó chỉ lọc tảo thôi đó. Rồi nói về cái kiến ha, nói về cái kiến, anh rất là nhiều anh em hỏi mình về cái kiến này. Mình sẽ quay góc này cho anh em dễ nhìn. Cái kiến này mình đi kiến 12 ly cường lực, 12 ly cường lực ha. Và mình nối vào hồ bằng cách là mình đặt hẳn ở dưới đáy luôn. Và cho nên mình có một ngành, một cái ngành L này anh em, một cái ngành L đưa ra để nó giữ tấm kiến lại. Và ở giữa những tấm kiến mình dùng silicon chấm vô để cho nước nó không bị trào ra. Ở dưới đáy mình đi thêm một cái lớp hồ dầu nữa, mình đi từ đó mình đi dọc xuống đây để tránh trường hợp mình hạn chế nhất có thể cái việc nó bị thấm ra. Và đến hiện tại nó rất là khô anh em, nó không có thấm. Như anh em nhìn đây nè, nó cực kỳ khô luôn, nó không hề thấm, nó cực kỳ khô luôn, nó không có thấm. Cho nên là đơn giản nhất là anh em dùng silicon và cái hồ dầu để chán như thế là được. Và đừng có làm cái kiến này nó dài quá ha, nó ra ngang khoảng chừng 1,5 mét thôi. Tại vì khi cái kiến này nó dài quá nó sẽ bị cong, nó bị òn cái kiến, lực nước nó tác động rất là lớn luôn anh em, áp lực rất là cao. Rồi, đó là những cái phần thô trong cái hồ của mình. Còn nói về phần nước hay là về cá thì mình đã có rất là nhiều clip rồi. Còn em nếu như có tìm có một ý muốn mình làm một clip về cái hồ như thế nào nữa thì em cứ comment ha, mình sẽ làm clip về cái vấn đề của hồ của mình nữa, cũng như gửi đến anh em. Rồi, cảm ơn anh em.